Và ngoài ra bạn còn có khả năng chào bằng 5 thứ tiếng. Thứ nhất đó chính là tiếng Anh. Hello everyone, my name is Trần Khánh Dung and I'm from Thái Nguyên City. Tiếng Trung ạ. Hello, 大家好，我叫陈行荣，今年我是六岁，我来自越南，我是高中生。感恩我给的你啊。Hậu duệ của Khánh Vy đây rồi. Hậu duệ của Khánh Vy đây rồi. Xin chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình The Olympic Olympia năm thứ 24. Và chúng ta đang được theo dõi cuộc thi phần 2 tháng 1 quý 2. Và ngày hôm nay chúng ta được chào đón đến với trường quay 4 thí sinh đến từ Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ và Đà Nẵng. Và hy vọng rằng các bạn sẽ mang đến đây thật nhiều điều thú vị, nhiều điều hấp dẫn cho cuộc đua ngày hôm nay. Ngay bây giờ hãy cùng chào đón 4 thí sinh bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Ở vị trí số 1 xin được chào đón bạn Trần Khánh Dung đến từ trường Trung học Tam Lương Ngọc Tuyến Thái Nguyên. Ở vị trí số 2 là bạn Bùi Tuấn Tú đến từ trường Trung học Phổ thông Thường Tín Hà Nội. Ở vị trí thứ 3 là bạn Đinh Quý Ngân đến từ trường Trung học Phổ thông Hương Cần Phú Thọ. Và bạn Nguyễn Thanh Phương đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng. Chúng ta hãy cùng giao lưu với bốn bạn thí sinh. Khánh Dung, bạn có thể chia sẻ điều gì về bản thân mình? Dạ, em muốn chia sẻ ba từ để nói về cô gái đứng ở vị trí số 1. Đó là tự tin, thân thiện, bản lĩnh ạ. Và ngoài ra bạn còn có khả năng chào bằng 5 thứ tiếng. Thứ nhất đó chính là tiếng Anh. Hello everyone, my name is Trần Khánh Dung and I'm from Thái Nguyên City. Tiếng Trung ạ. Hello, 大家好，我叫陈行荣，今年我是六岁，我来自越南，我是高中生，很高兴认识你们。挺好的。안녕하세요저는하영입니다베트남사람입니다만나서반갑습니다tiếp theo là tiếng Tây Ban Nha. Hola, mi amo Sung, soy estudiante, soy de Vietnam, vivo en Taiwan.Mucho gusto. Là cuối cùng cũng là một thứ tiếng mà em đã khá là lo về khoản phát âm là tiếng Nga. Privet, меня зовут Dung. Я иду в Thái Nguyên. Спасибо. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Wow, mỗi điểm không có nhưng. Ôi, hậu duệ của Khánh Vy đây rồi. Hậu duệ của Khánh Vy đây rồi. Dạ, em cũng được truyền cảm hứng bởi video nói về thứ tiếng của chị Khánh Vy. Chị có biết là chúng ta có một điểm chung, đó là em là Trần Khánh Dung, còn chị là Trần Khánh Vy. Ôi, cảm ơn Khánh Dung. Có một bạn thí sinh có một sở trường là MC, đó chính là bạn Thúy Ngân. Em xin chào chị Khánh Vy, anh Ngọc Phi cùng tất cả các khán giả đã có mặt tại trường quay hôm nay ạ. Em tên là Đinh Thúy Ngân, là học sinh lớp 11A1 trường Trung học Phổ thông Cần. Và để nói về bản thân mình thì em chỉ có một câu nói thôi, đó chính là luôn nỗ lực để đạt được ước mơ của mình. Và tôi nghĩ là có một điều mà chúng tôi có thể tìm hiểu được ngay bây giờ, đó chính là tiếng hát xoan của Thúy Ngân, đúng không ạ? Vâng ạ. Sau đây thì em xin phép được trình bày ca khúc Xe Chỉ Và May. Tình là tình tăng, tình là tăng tình. Chỉ mà chỉ ở xe, chỉ mà chỉ ở xe. Ô rằng là xe chỉ, ô rằng là xe chỉ. Ta bơ dù hời, rằng ta dù hời. Quan họ chỉ xe mà chỉ ở xe. Cảm ơn ạ. Vâng, Thúy Ngân thì ngoài ra bạn còn có giải nhì vượt cấp học sinh giỏi tỉnh môn văn, học sinh 3 tốt cấp tỉnh, học sinh xuất sắc năm lớp 10. Đó là những thành tích của Thúy Ngân. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nghía qua một chút về thành tích của bạn Tuấn Tú đến từ trường Trung học Phổ thông Thường Tín Hà Nội. Giải 3 tiếng Anh cấp huyện, 10 điểm tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Và ở đây trong bản đăng ký này thì bạn có chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ của bạn. Được ăn gà rán cùng quán quân năm 23 Lê Xuân Mạnh. Ra, hồi đó là xem trong một trận đấu thì chúng em đi ăn gà rán buổi trưa thôi. Thật ra em không nói chuyện nhiều với các anh, em nhắn tin nhiều thôi. Và em cũng rất hâm mộ anh Lê Xuân Mạnh ạ. Bạn thích anh mạnh nhất ở điểm nào? Em nghĩ là em thích anh mạnh nhất là cái sự thật thà của anh ấy. Và cũng rất là phong thái, toát ra cái khí chất của một người đàn ông. Thế hôm đấy thì anh Xuân Mạnh, anh có nhường cho bạn một miếng gà đùi nào không? Không, không ạ, nói chung là cũng vẫn ai người đấy ăn. Thế mới nói là anh ý rất thật thà đó. Còn Thanh Phương, người mà chúng tôi cũng rất hào hức để xem cách bạn trình diễn Rubik ạ.
Thì đến với trường quay F14 thì em mang lên đây là các cái quốc kỳ được thể hiện trên Rubik 3x3 này. Đây có thể coi là quốc kỳ của Bangladesh. Đây là quốc kỳ của Lào. Đây là quốc kỳ của Pháp. Nếu mà lật ngược sang một cái đổi sẽ thành quốc kỳ của Hà Lan. Và đây là quốc kỳ của Hungary. Rồi, cảm ơn Thanh Phương. Cảm ơn Thanh Phương. Vâng, bạn Thanh Phương, chúng ta đã được nhìn thấy khả năng chơi Rubik tạo ra những quốc kỳ của bạn ấy rồi. Và ngoài ra thì Thanh Phương có giải nhì học sinh giỏi thành phố môn lý, quán quân Olympia trường và sở trường là lịch sử. Lát nữa thì chúng tôi sẽ có thể kiểm tra kiến thức lịch sử của Thanh Phương rồi. Và ngay bây giờ thì các thí sinh cũng sẽ được kiểm tra kiến thức tổng hợp một chút với những câu hỏi trong phần thi khởi động. Em hãy chuẩn bị tinh thần, như tôi trên mét. 10 điểm cho Thúy Ngân. Một quá, một quá. Suy Gavi. Các bạn hãy tận dụng thật tốt cơ hội này. Bây giờ là phần thi khởi động. Người đầu tiên đến với 6 câu hỏi trong phần thi khởi động đó chính là Khánh Dung. Chúc bạn thành công. Baghdad is the capital of which country? Một quả. Đáp án là Iraq. Ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, mùa hạ có gió thổi từ hai đại dương nào tới? Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ạ. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy, ta sẽ thu được một mặt cắt là hình gì? Hình tròn. Chính xác. Với tác giả nào, tất cả đều là tình yêu thứ nhất là mùa xuân đầu, bởi vì trong con mắt ông, tình không tuổi và xuân không ngày tháng? Xuân Diệu. Chính xác. Trong các đơn vị cơ bản của hệ SI, đơn vị candela dùng để đo đại lượng gì? Hôm qua. Đáp án là cường độ ánh sáng. Vườn quốc gia nào trải rộng trên địa phận của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang? Không nhận cả bàn. Vườn quốc gia Tam Đảo ạ. Và như vậy Khánh Dung đã khởi động xong ở lượt thi đầu tiên với 20 điểm. Và chúng ta sẽ tiếp tục triển khai phần thi khởi động của Tuấn Tú. Trong khẩu lệnh đằng sau quay thì là dự lệnh, là động lệnh. Đằng sau là dự lệnh, quay là động lệnh ạ. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Có mấy loại từ ghép? 2 loại ạ. Rất chính xác. Apollo 11 was the mission that took astronauts to what object? Suigari. The moon. Đá khô hay băng khô có thành phần chính là H2O. H2O. CO2 mới đúng ạ. Số đo của góc nội tiếp bằng số đo của cung bị chắn. 1/2. Bạn có thêm 10 điểm. Cửa hiện là cổng thành duy nhất còn lại của thành Hà Nội thời Nguyễn, được xây dựng năm 1805. Cửa Bắc ạ. Tuấn Tú đã hoàn thành xong phần thi của mình và bạn đang có 40 điểm. Người tiếp theo đến với phần thi khởi động đó chính là Thúy Ngân. Những câu hỏi dành cho bạn như sau. Không tồn tại một tam giác vuông có số đo hai cạnh là hai số thập phân và số đo cạnh còn lại là một số tự nhiên, đúng hay sai? Sai ạ. Chính xác. Đây là những câu trong truyện thơ Nôm nào? Đàn kêu ai chém chằn tinh, cho mày vinh hiển dự mình quyền sang. Đàn kêu ai chém xà vương, đem nàng công chúa chiều đường về đây. Một quá. Thạch xanh ạ. Là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. Tiêu hóa. 10 điểm nữa. Trong vùng lõi của vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ hiện có hai cộng đồng dân tộc thiểu số đang sinh sống là dân tộc Dao và dân tộc Mường ạ. Chính xác. Name the largest ethnic group of Vietnam. Kinh. 10 điểm tiếp theo. Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN được thành lập ở thành phố nào tại Thái Lan? Bangkok. Chính xác. Như vậy là Thúy Ngân đã khởi động xong phần thi dành cho riêng mình và bạn đã có 50 điểm. Và Thanh Phương, em hãy chuẩn bị tinh thần. Sau câu hỏi đầu tiên dành cho em như sau. Trong y học, người ta sử dụng tia gì vào kỹ thuật chụp các lớp vi tính hay còn gọi là chụp CT? TX. Bạn có 10 điểm đầu tiên.
Nhà thơ Thổ Hữu nhắc đến một số làn điệu dân ca nào qua những câu người ơi người ở đừng về, bâng khuâng dã bạn, tái tê mạn thuyền. Ca Huế. Dân ca Quan Họ ạ. How many carbon atoms are in a benzene ring? Six. Chính xác. Ký hiệu này trong toán học đọc là gì? Với mọi. Đúng là vậy. Đới là khu vực phát triển nông nghiệp sớm nhất của nhân loại. Đới nóng. Chắc chắn rồi, đới nóng. Đội thi đến từ nước nào đã giành giải nhất lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng IFF 2023? Pháp. Bạn có thêm 10 điểm. Và 50 điểm là số điểm của Thanh Phương sau phần thi khởi động riêng dành cho mình. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ 5 với số lượng câu hỏi là 12. Các bạn hãy tận dụng thật tốt cơ hội này. Đâu là dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox, Mega, OneDrive, Google Drive? Tuấn Tú. Tất cả. Đúng là như vậy. Độ cứng của lò xo có đơn vị đo trong hệ SI là gì? Thúy Ngân. Newton trên mét. 10 điểm cho Thúy Ngân. Sơ sắc hồ sen đã nhạt hương, bên sông hoa lựu cũng phai hường là những câu thơ miêu tả mùa nào trong năm? Thanh Phương. Mùa thu. Đúng là mùa thu ạ. In which country are the headquarters of FIFA and the IOC located? Thanh Phương. Switzerland. Chính xác. Sông cầu còn có một số tên gọi khác như Phú Lương, Thị Cầu, Nguyệt Đức và một tên gọi nữa gắn liền với một chiến thắng lịch sử của dân tộc ta, đó là tên? Thanh Phương. Như Nguyệt. 10 điểm tiếp theo cho Thanh Phương. Hệ thống đê điều xây dựng dọc con sông nào có chiều dài lớn nhất nước ta? Thúy Ngân. Sông Hồng. 10 điểm. Phụ nữ mang thai nên hoàn thành tiêm vaccine thủy đậu 3 tháng trước khi sinh. Việc này giúp tạo thụ động cho trẻ từ khi mới chào đời. Thanh Phương. Miễn dịch. Chính xác. Chủ nhân của giải thưởng quả bóng vàng 2023 là ai? Tuấn Tú. Messi ạ. Đúng rồi. Entropy là đại lượng đặc trưng cho độ của hệ ở một trạng thái và điều kiện xác định. Thanh Phương. Tuấn Hoa. Hỗn loạn. Đáp án là mất trật tự ạ. Theo Bộ luật Dân sự 2015, người từ đủ tuổi đến chưa đủ tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha mẹ phải bồi thường. Thanh Phương. 16-18. 15-18 ạ. Các kim tự tháp Ai Cập là những kiến trúc hùng vĩ bao gồm nhiều công trình hình gì? Tuấn Tú. Hình nón ạ. Hình chóp ạ. Trong âm nhạc, trong, đục, ngọt, ấm là các từ thường dùng để nói về âm sắc, cao độ, trường độ hay cường độ? Thanh Phương. Cao độ. Âm sắc mới đúng ạ. Vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 36 câu hỏi trong phần thi khởi động. Và hãy cùng xem ai đang dẫn đầu. Khánh Dung đang có 20 điểm. 55 là điểm số của Tuấn Tú. Đang sở hữu 70 điểm là Thúy Ngân. Và dẫn đầu với 90 điểm là Thanh Phương. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn hãy thật nhanh chóng tìm ra ẩn số của chướng ngại vật ngày hôm nay gồm có 10 chữ cái. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Khánh Dung. Dạ, em xin lựa chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 5 chữ cái. Tìm từ còn thiếu để hoàn thành tên một chuyện về nhân vật Nguyễn Hiền, ông thả diều. Khánh Dung và Tuấn Tú lựa chọn là Trạng, Thúy Ngân là Chính, Thanh Phương cậu bé, ông Trạng thả diều mới là chính xác. Xin chúc mừng Khánh Dung và Tuấn Tú, mỗi bạn có thêm một điểm 10. Bây giờ các bạn sẽ được nhìn thấy một góc của hình ảnh gợi ý. Tuấn Tú sẽ lựa chọn từ hàng ngang nào ạ? Em chọn hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 là lựa chọn của Tuấn Tú và đó là một hàng ngang gồm có 9 chữ cái. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm trong những câu thơ sau. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai. Vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Thank you.
vốn sẵn tính trời. Xin chúc mừng Tuấn Tú, Thúy Ngân và Thanh Phương. Các bạn đã giải đáp được hàng ngang số 4. Thúy Ngân sẽ lựa chọn từ hàng ngang của mình. Em xin chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 4 chữ cái với câu hỏi như sau. Những người nắm thực quyền cai trị đằng ngoài và đằng trong các thế kỷ 17 và 18 ở Việt Nam được gọi chung là gì? Và chắc chắn rồi, các bạn đã giải đáp hàng ngang số 2 vô cùng dễ dàng. Xin chúc mừng các bạn đã có thêm một điểm 10. Xin mời Thanh Phương đưa ra câu trả lời. Câu trả lời của em là Trạng Quỳnh. Xin chúc mừng Thanh Phương. Thanh Phương đã xuất sắc có thêm 40 điểm và củng cố vị trí tạm dẫn đầu của mình với 150 điểm sau phần thi này. Tới Trạng Quỳnh, chúng ta nhắc tới một nhân vật giai thoại trong các chuyện kể dân gian Việt Nam, nổi tiếng với sự thông minh, hài hước, dí dỏm, ứng biến nhanh và tinh thần chống lại cường quyền. Vâng, và chuyện Trạng Quỳnh là một kho tàng quý báu của văn học dân gian. Những chuyện như món ăn mầm đá, thừa giấy vẽ voi, Trạng chết chùa cũng băng hà, bao đời nay vẫn được nhân dân ta say sưa truyền tụng và giúp mang đến tiếng cười, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Với số điểm 150 thì Thanh Phương đang tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi và không biết các bạn thí sinh còn lại đang bám sát với số điểm như thế nào. Khánh Dung đang có 40 điểm, 85 là điểm số của Tuấn Tú, đang có 90 điểm là Thúy Ngân và dẫn đầu với 150 điểm là Thanh Phương. Bây giờ là phần thi tăng tốc. Đang có số điểm vượt trội hơn cả là bạn Thanh Phương. Tuy nhiên đây là phần thi mà cả 4 bạn thí sinh đều có những cơ hội ngang nhau. Vì vậy hãy cố gắng hết sức để dành tối đa 40 điểm cho mỗi câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn như sau. Đây là hình ảnh bản khắc của một bức tranh thuộc dòng tranh dân gian nào? Đông Hồ. Và đây là bản các bức tranh Mục Đồng Thổi Sáo hay Chăn Trâu Thổi Sáo thuộc dòng tranh Đông Hồ. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Tuấn Tú có 40 điểm, Khánh Dung có 30 điểm, 20 điểm thuộc về Thanh Phương và Thúy Ngân sở hữu thêm 10 điểm. Rất tuyệt vời, chúng ta sẽ di chuyển tới câu hỏi số 2. Các bạn hãy sắp xếp các bước để làm một chiếc chòng chóng. Bốn bạn tiếp tục có chung câu trả lời, đó là BADC và Thanh Phương có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về Tuấn Tú, Khánh Dung có thêm 20 điểm và Thúy Ngân có thêm 10 điểm. Câu hỏi số 3 yêu cầu các bạn tư duy sâu hơn, nội dung câu hỏi như sau. Tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Đến 1 giây để đưa ra câu trả lời là 56. Tiếp theo là Thúy Ngân cũng có lựa chọn là 56, Khánh Dung là 3, Thanh Phương là 4. Như vậy có thể thấy là Tuấn Tú, khi chúng tôi vừa đọc xong câu hỏi bạn đã tính ra rồi. Và vì sao lại là 56 ạ? Em thưa anh chị là
ở những ô cùng màu thì nhân với nhau sẽ ra được cái ô cùng màu với cái bên phải. Ví dụ như là màu vàng ta có bên trái là 8 cái 7, nhân với nhau sẽ ra được cái ô dấu hỏi trong mặt 56 ạ. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Tuấn Tú, số 10 điểm cùng với bạn Thúy Ngân cũng có thêm 30 điểm. Và sau 3 câu hỏi tăng tốc, chúng ta có thể thấy rằng Tuấn Tú đang bám rất sát Thanh Phương, người đang tạm dẫn đầu, và các bạn cách nhau chỉ một khoảng cách rất nhỏ mà thôi. Không biết câu hỏi số 4 này thứ tự có thay đổi hay không? Chúng ta hãy cùng xem cách các bạn thể hiện. Nội dung câu hỏi như sau. Đây là gì? Và bạn thí sinh nào là người trả lời nhanh nhất? Xin mời những phương án được đưa ra. Và người giành được 40 điểm ở câu hỏi này là... Xin chúc mừng Tuấn Tú! Bạn mất 4 giây 48 để đưa ra một câu trả lời có thời lượng 40 giây của chúng tôi. Thanh Phương có thêm 30 điểm, 20 điểm thuộc về Thúy Ngân và Khánh Dung có thêm 10 điểm. Cuộc thi của chúng ta càng lúc càng trở nên nóng hơn khi khoảng cách giữa người dẫn đầu và người đang đứng thứ hai chỉ là 5 điểm số mà thôi. Và chắc chắn rằng phần thi về đích sẽ rất hồi hộp, gay cấn và vô cùng khó đoán. Ngay bây giờ hãy cùng xem số điểm của các bạn đang sở hữu là như thế nào. Khánh Dung đang có 100 điểm, 160 là điểm số của Thúy Ngân, 235 là điểm số của Tuấn Tú và dẫn đầu với 240 điểm là Thanh Phương.